Xin chào bạn nhé, hôm nay mình giới thiệu bạn con bot Telegram, con MBI DeFi Aerobe. Thì con này mình đã giới thiệu các bạn, mình đã đăng một cái bài ở trên Telegram của mình rồi. Mình thấy con được xem nhưng mà mình kiểm tra thì không có ai làm theo cả. Đó, không có ai làm theo cả. Hôm nay mình lên Twitter thấy nó đăng thông tin. Đấy, cũng rất là xịn sò đây. Đây là trang Twitter của nó. Đây, nó đăng lại cái tin tin Android này với một cái video dài 26 giây, nhìn cũng rất là hoành tráng. Và nó có những cái trang game, trang sắc kinh của nó riêng, thì thấy là cũng khá là đẹp và bắt mắt. Nó có cả app trên điện thoại nữa, đó thì nó có phát triển cả app trên điện thoại nữa. Thì con này nó cho nhận được có mấy đồng, 20 đồng MGC thôi, thôi. Nó giá là 0,3 đô một đồng thì nó khoảng tầm 6 đô thôi. Nhưng nó cũng rất là uy tín và không không ảo tưởng mấy. Nên là mình làm một cái video hướng dẫn lại các bạn làm con này. Mình đã làm con này rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn lại, các bạn chú ý là làm theo từng bước. Thì mình làm qua rồi nên mình sẽ không làm lại được nữa. Đó thì bot này đây, cái nhiệm vụ đây nó ghi rõ ở chỗ này rồi. Là mình để tham gia những cái nhóm Telegram của nó này, theo dõi Twitter này và đăng lại Twitter và ghi bằng cách sử dụng thẻ tag, lấy ba thẻ tag này và gắn thẻ ba người bạn. Nó theo dõi Facebook và Twitter, Facebook và YouTube của nó. Đó, mình ấn đây khởi đầu nhá, nó bắt mình sẽ captcha này. Đó thì đây bạn gửi địa chỉ email của bạn nhé. Đó thì gửi địa chỉ email này, xong rồi bắt đầu là tham gia những cái này. Bắt đầu mình xong là mình ấn đọc thông tin này, tức là nó có cái gì à, tiếng Anh mình đọc từ tiếng Anh cho nó dễ nhá, vì tiếng Việt nó đến lúc nào nó cũng hơi không không được đúng lắm. Đó thì mình ấn vào cái đây, đọc thông tin của nó đây, và bắt đầu mình đây hiện một cái dòng này, mình ấn nó join Telegram và group, nó hiện ra những cái dòng này nhá. Đấy, mình ấn vào xong thì nó sẽ hiện ra cái đoạn dưới này, những cái kênh cho mình tham gia xong rồi mình đăng này, hai kênh Telegram xong mình đăng nhá. Đó, nói chung là làm nó cũng dễ như như mấy con kia thôi, không gì không khó cả. Mình chỉ cần follow Facebook này, bắt đầu điền thông tin bên dưới này, Facebook, link Facebook của mình này. Đó, nói chung là nó cũng dễ, các bạn làm ăn quen là nó cũng không có gì khó cả. Với follow Twitter mà với tin và inbox, và nhớ phải tag ba, tag cái thẻ tag này, à, tag ba người bạn và những hashtag này ở trong cái bài retweet và bài comment vào cho nó nhé. Đó, mình sẽ mở Twitter của mình cho nó dễ hình dung. Làm thì nó không gì khó cả, làm dần nó sẽ quen hết rồi. Mình kiếm cái bài của nó nhé. Đâu ta? Đây nhá, cái bài này nhá. Đó, đây là cái bài này đó. Thì đây, mình bình luận vào đây nhá, với những cái ba cái thẻ hashtag này và tag ba người bạn vào đây. Và mình retweet. Đấy, cũng cũng copy nguyên cái trên retweet cái bài này là xong thôi. Bắt đầu mình lại điền thông tin vào cho nó như là mình làm những con bot khác thôi. Và cuối cùng là nó bắt nó sẽ hiện ra một cái bảng như này. Đó, mình set TRC20. Đấy, mình điền cái ví TRX của mình vào và mình kiểm tra ví này mình được 20 đồng mà GC rồi, và đây là Zoning của các bạn. Để mình đi giới thiệu, đó giới thiệu một người bạn sẽ được nhận thêm 5 đồng MGC này nữa, thì nó tương đương với 1,5 đô gì đây, 1,5 đô đúng không? Đó thì mình thấy cái trang này của nó là khá là xịn sò và ok, nên mình làm một cái video giới thiệu cho các bạn làm. Nữa đâu mai được 6 đô thì cũng ngon mà, đúng không? Ăn được job này mình thà làm nhầm còn hơn là bỏ sót. Thì mình không biết là con nào ngon, con nào không ngon cả. Nhưng mà thấy để con này nó có các lộ trình và các ứng dụng các thứ, có một trang chạy chơi casino đây, jackpot thế này. Đó, mình thấy video của nó, Twitter của nó làm cũng đầu tư video hình ảnh các thứ cũng, cũng gọi là ok, đẹp và nội dung. Nên là mình quyết định làm video giới thiệu cho các bạn. Nhớ mai được ăn thì lại ngon, đỡ mất. Đó.
mà không ăn thì thôi, coi như mất không được 6 đô thôi, mà được ăn thì tiếc. Đó thì đây là trang Twitter của nó, bạn để check thông tin đây nhá. Mình thấy nó khá là bắt mắt này, các cái hình ảnh video các thứ đầy đủ này. Đấy, nó có cái gì đây, nó có cái thông tin gì đây này, mình dịch cho xem nhé. Big get enjoy cược đó, đây là cái đồng đây, nó chạy trên cái đi app chôn trong ví chôn của các bạn đó. Đấy, hướng dẫn chạy đi app trong ví chôn của các bạn, cả cược là kia đấy. Đó, đây là ứng dụng của nó này, sẽ đây nó có thông tin ở đây, bạn có thể check. Mình check thấy nó cũng ok này. Trên toàn thế giới sẽ được chứng kiến sự ra mắt của Mobile DeFi game cực kỳ hấp dẫn. Đó, ngày 22 tháng 10 rồi, mình thử check kiểm tra xem nó có cái app này không nhá. Có cái app này không nhá. Có cái app này trên ấy không? Trên Android không? Đó, MB DeFi này, đó một cái app của nó. Thấy trang này cũng chưa nhiều người biết đến, tính là nó giới hạn là được 2.500 người làm cái Android mà được có mấy trăm người thôi. Mình thấy nó đầu tư phải bảo, nó không FOMO như các con khác. Ok, cảm ơn các bạn.